Vâng thưa quý vị, sau khi mà chúng ta có thêm một tuyến phố đi bộ nữa tại khu vực ngũ xã thì mới đây Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đã thông báo phân luồng tổ chức phục vụ hoạt động thí điểm không gian đi bộ khu vực phố Trần Nhân Tông và các tuyến phố phụ cận. Thời gian thực hiện thí điểm bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Theo đó, thời gian hoạt động tuyến phố đi bộ vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần Giờ hoạt động mùa hè từ 7 giờ 30 phút ngày thứ Bảy đến 24 giờ ngày Chủ nhật. Mùa đông từ 8 giờ ngày thứ Bảy đến 24 giờ ngày Chủ nhật. Theo đó, phương án phân luồng tổ chức giao thông cụ thể như sau. Cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông trên phố Trần Nhân Tông, đoạn từ ngã ba Trần Bình Trọng Trần Nhân Tông đến ngã ba Quang Trung Trần Nhân Tông. Sở Thông vận tải yêu cầu Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng phối hợp với cảnh sát giao thông, thanh tra Sở Giao thông vận tải bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông trong khu vực.